Chào các em học sinh khối lớp 6. Ở tiết trước các em đã tìm hiểu xong nội dung của bài số 1. Trong tiết học này, cô hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung bài 2, xử lý thông tin. Các em hãy quan sát một cầu thủ bóng đá thực hiện quả phạt đền. Như các em thấy, thì để thực hiện được quả phạt đền này, mắt của cầu thủ đã phải liên tục xác định vị trí của thủ môn. Để đánh giá xem góc nào của cầu môn là sơ hở nhất, rồi tiến hành sải bước lấy đà và thực hiện một cú sút. Như vậy, cầu thủ bóng đá đã phải thực hiện những hoạt động nào khi tiến hành đá quả phạt đền? Thì như lúc nãy cô cũng vừa mới nói ha, đây là những cái hoạt động của cầu thủ khi thực hiện đá phạt đền. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong câu hỏi số 1. Bộ não của cầu thủ nhận được thông tin từ những giác quan nào? Thì các em cũng đã thấy là nhận được thông tin nhiều nhất đó là từ mắt. Câu hỏi 2, thông tin nào được bộ não cầu thủ ghi nhớ và sử dụng khi đá phạt? Bộ não của cầu thủ đã ghi nhớ và sử dụng thông tin khi đá phạt, đó là về vị trí và động tác của thủ môn đối phương, rồi vị trí của quả bóng với cầu môn. Câu hỏi số 3, bộ não biến đổi thông tin nhận được thành thông tin nào? Bộ não đã dùng kinh nghiệm để xử lý thông tin về vị trí của thủ môn thành điểm sơ hở khi bảo vệ cầu môn, từ đó chuyển thành thông tin điều khiển đôi chân của cầu thủ. Câu hỏi số 4, bộ não chuyển thông tin điều khiển thành thao tác nào của cầu thủ? Thì bộ não đã chuyển thông tin điều khiển thành thao tác di chuyển cái đôi chân của cầu thủ để thực hiện một cú sút phạt vào ở góc trên bên trái cầu môn. Câu hỏi số 5, quá trình xử lý thông tin của bộ não thì gồm những bước nào? Thì như nãy giờ chúng ta tìm hiểu, các em thấy đầu tiên là mắt sẽ thu nhận thông tin, sau đó não sẽ phân tích, đánh giá, suy luận, chuyển hóa cái thông tin thu được thành ý định của cầu thủ, đó là sút bóng về phía góc trên bên trái cầu môn. Ý định đó thì đã được thực hiện bằng cách điều khiển chân sút thành công quả phạt đền. Thật ra thì não còn thực hiện một thao tác nữa, đó là ghi nhớ kết quả của bước trước để thực hiện các thao tác của bước sau. Và các em cũng thấy là không ai mà nhìn thấy được bộ não hoạt động như thế nào, nhưng trong mọi hoạt động của con người thì bộ não đều phải thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là xử lý thông tin. Vậy thì quá trình xử lý thông tin được diễn ra như thế nào? Quá trình xử lý thông tin sẽ gồm 4 hoạt động, hay còn gọi là 4 bước cơ bản như sau. Bước thứ nhất đó là thu nhận thông tin. Thì nhờ các cái giác quan, con người sẽ nhận được thông tin của thế giới bên ngoài như âm thanh, hình ảnh, màu sắc, ánh sáng, nhiệt độ, mùi vị, vân vân. Bước thứ hai đó là lưu trữ thông tin. Sau khi nhận được thông tin thì bộ não sẽ ghi nhớ lại. Nếu não mà không ghi nhận được thì thông tin sẽ bị mất và thao tác khác sẽ không có nguyên liệu để thực hiện. Thông tin không chỉ được nhớ trong não mà còn được con người lưu trữ bằng cách ghi chép. Giống như là cầu thủ mà nếu như chưa có kinh nghiệm, tức là chưa được lưu trữ thông tin về cách đá phạt đền, thì cũng sẽ không có nguyên liệu để thực hiện cho thao tác tiếp theo. Có nghĩa là để mà đưa ra quyết định là thực hiện một cú sút về phía khung thành như thế nào. Bước tiếp theo đó là bước biến đổi thông tin. Bộ não tiến hành liên kết các thông tin đã có, so sánh, phân tích, thống kê, suy luận, giải thích, từ đó đưa ra kết luận, quyết định. Đó là quá trình biến đổi thông tin ban đầu thành thông tin mới. Cuối cùng đó là truyền thông tin.
thì thông tin được truyền đến các bộ phận cơ thể chuyển hóa thành hành vi. Giống như là lúc nãy cầu thủ, các thông tin đã được truyền đến đôi chân để mà chuyển hóa thành hành vi, đó là thực hiện một cú sút. Và được chia sẻ với người khác, thông tin thì được nhân rộng qua quá trình chia sẻ. Quan sát trên hình, các em có thể thấy đây là các bước xử lý thông tin của con người. Đầu tiên là dùng các giác quan để thu nhận, rồi bộ não thì biến đổi thông tin, rồi lưu trữ thông tin, và sau đó là sẽ truyền thông tin, chia sẻ thông tin. Chúng ta sang phần số 2, đó là xử lý thông tin trong máy tính. Thì ngày nay, thông tin không chỉ là sự hiểu biết của cá nhân mà đã trở thành tài nguyên của xã hội loài người, đem lại lợi ích to lớn. Chiếc máy kỳ diệu giúp con người xử lý nguồn tài nguyên đó chính là máy tính. Vậy em có muốn biết máy tính gồm những thành phần nào và hoạt động ra sao không? Máy tính thì nó có đủ các thành phần để có thể thực hiện được các thao tác thu thập, lưu trữ, biến đổi và truyền thông tin. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung, đó là máy tính là công cụ hiệu quả để thu nhận, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin. Thứ nhất, đó là thu nhận thông tin. Thì máy tính giúp con người thu nhận thông tin dễ dàng, đa dạng và nhanh chóng. Ví dụ như để chuẩn bị thông tin cho một bài thuyết trình, em có thể sử dụng máy quét, máy ảnh số, điện thoại thông minh, vân vân, để tìm kiếm trên mạng để có được các thông tin dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video phù hợp với cái nội dung mà mình thuyết trình, làm phong phú cho nội dung thuyết trình của mình. Rồi. Tiếp theo đó là xử lý thông tin. Thì máy tính thực hiện tính toán nhanh, chính xác, bền bỉ. Ngày nay máy tính có thể thực hiện hàng tỷ phép tính trong một giây, có thể biểu diễn được gần đúng số pi với hàng nghìn tỷ chữ số ở phần thập phân. Ngoài ra thì máy tính còn có thể làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Thứ ba, đó là máy tính có thể lưu trữ lượng thông tin rất lớn. Ví dụ như chỉ với một chiếc thẻ nhớ nhỏ bằng đầu chiếc bút chì, thì em cũng có thể lưu trữ nội dung của hàng nghìn cuốn sách. Và với khả năng kết nối mạng, máy tính không chỉ giúp em trao đổi thông tin với mọi người ở khắp nơi mà còn giúp em kết nối với kho tri thức khổng lồ. Ví dụ như em có thể dùng điện thoại thông minh truy cập vào Internet để tìm thông tin về bất cứ lĩnh vực nào. Như vậy là chúng ta vừa mới tìm hiểu xong để chúng ta biết rằng là máy tính là một cái công cụ hiệu quả để thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin. Các em quan sát lên đây là các bước xử lý thông tin của máy tính. Thu nhận thông tin thì máy tính có thiết bị vào để thu nhận các thông tin như là chuột, bàn phím, máy quét. Và có thiết bị ra để truyền hoặc chia sẻ thông tin, ví dụ như có màn hình và máy in. Rồi, bộ xử lý trung tâm CPU để biến đổi thông tin bằng cách thực hiện chương trình máy tính do con người viết ra. Giống như là bộ xử lý trung tâm CPU này giống như bộ não của con người vậy đó các em. Rồi, còn bộ nhớ thì để lưu trữ thông tin. Bộ nhớ để lưu trữ thông tin như là đĩa quang, đĩa từ, thẻ nhớ, vân vân. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong
nội dung phần 1 và phần 2 trong bài số 2, đó là bài xử lý thông tin, thì để củng cố lại cái kiến thức mà các em vừa mới học thì cô nhắc lại. Thứ nhất là các em trong bài này các em cần nắm cho cô là các bước cơ bản trong xử lý thông tin. Và thứ hai là các em sẽ giải thích được là máy tính là công cụ hiệu quả để xử lý thông tin. Đây là cái phần số 2 mà cô vừa trình bày á. Nêu được ví dụ minh họa là nội dung là trong phần số 2. Còn phần số 1 là để trả lời cho câu hỏi là các bước cơ bản trong xử lý thông tin. Bây giờ chúng ta sẽ củng cố bằng câu hỏi số 1. Vật mang tin xuất hiện trong bước nào của quá trình xử lý thông tin? Bộ nhớ có là vật mang tin không? Thì câu trả lời là vật mang tin xuất hiện trong hoạt động lưu trữ của quá trình xử lý thông tin. Và bộ nhớ ngoài nó là vật mang tin. Câu hỏi số 2. Em hãy phân loại những công việc theo hoạt động xử lý thông tin. A. Quan sát đường đi của một chiếc tàu biển. Thì chúng ta sẽ chọn xem đó là thu nhận thông tin, hay là truyền thông tin, hay là lưu trữ thông tin, hay là xử lý thông tin. Đây là bốn bước cơ bản của quá trình xử lý thông tin. Như vậy là công việc mà quan sát đường đi của một chiếc tàu biển là nó sẽ, chúng ta sẽ nối với hoạt động, nối với bước nào của hoạt động xử lý thông tin. Chúng ta sẽ nối với bước 1, đó là thu nhận thông tin. B. Ghi chép các sự kiện của một chuyến tham quan. Vậy chúng ta sẽ nối với bước nào của hoạt động xử lý thông tin? Đó chính là bước 3, lưu trữ thông tin. C. Chuyển thể một bài văn xuôi thành văn bản. Thì các em sẽ nối với hoạt động nào của xử lý thông tin? Đó là bước số 4, là bước xử lý. Có nghĩa là mình chuyển thể một bài văn xuôi thành văn bản. Đây là bước xử lý thông tin, trong cái hoạt động xử lý thông tin. Rồi, vậy thì cuối cùng là còn bước truyền thông tin. Thì đó chính là cái công việc thuyết trình chủ đề tình bạn trước lớp, truyền thông tin, chia sẻ thông tin. Bài tập vận tiếp theo. Giả sử em được đi chơi xa nhà, em hãy phân tích các bước xử lý thông tin liên quan đến việc lên kế hoạch cho chuyến đi. Thứ nhất là thu nhận thông tin, thì chúng ta sẽ xác định xem là mình đi đâu, đi với ai, xem gì, chơi gì, rồi ăn cái gì, và khi đi thì chúng ta sẽ mặc cái gì. Tiếp theo là bước lưu trữ thông tin. Mình sẽ tiến hành ghi chép nội dung chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi vào giấy hoặc là sổ. Bước tiếp theo đó là bước xử lý thông tin. Mình sẽ chuyển nội dung phức tạp thành dạng sơ đồ hóa, kẻ bảng, vân vân, để hình dung được toàn thể cái kế hoạch của cái chuyến đi. Bước thứ tư đó là truyền thông tin. Mình sẽ trao đổi với người lớn, với cô giáo, để củng cố kế hoạch. Đồng thời mình cũng chia sẻ với bạn trong lớp để hoàn thiện kế hoạch và tổ chức hoạt động sao cho nó mang lại hiệu quả cao nhất. Thì tiết học của cô, tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em về nhà xem lại các kiến thức đã học và nhớ cho cô nội dung chính của bài học ngày hôm nay, là chúng ta sẽ có hai nội dung. Thứ nhất là các em phải nắm được các bước cơ bản trong xử lý thông tin, là gồm 4 bước. Đó là thu nhận thông tin, sự lưu trữ thông tin, biến đổi thông tin và truyền thông tin. Rồi. Nắm được nội dung thứ hai
là em phải giải thích được máy tính là công cụ hiệu quả để xử lý thông tin và lấy được ví dụ minh họa cụ thể. Thì tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào tất cả các em.